Thưa quý vị và các bạn, xã Vĩnh Tế có tuyến biên giới dài 7,6 km, tiếp giáp với một xã Chay Chốt, huyện Prey Chusa, tỉnh Ta Keo, Vương quốc Campuchia. Năm 2021, lực lượng vũ trang xã Vĩnh Tế tiếp tục chủ động khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn, thường xuyên bám nắm địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của chính quyền và các ngành chức năng về phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với đồn biên phòng Vĩnh Quân thành lập 4 chốt và 2 tổ tự quản trực 24/24 nhằm tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời phối hợp chốt giữ các đường mòn lối mở, ngăn chặn dịch bệnh qua lại biên giới. Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy, ủy ban nhân dân xã phối hợp cùng đồn biên phòng Vĩnh Quân trong mối quan hệ đối ngoại với xã Chay Chốt, Campuchia nhằm hợp tác phối hợp bảo vệ tuyến biên giới, đồng thời duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai xã đối diện. Phối hợp các lực lượng xử lý kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, không xảy ra vụ việc phức tạp, giữ vững biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển. Lượng dân quân trong thời gian qua đã phối hợp cùng với các đơn vị như lực lượng công an, đồn biên phòng làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới, thường xuyên trực 24/24 tại các chốt đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh, vận động nhân dân phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm đường biên giới xâm nhập trái phép. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, những ngày qua, cùng với các cơ quan chức năng khác, lực lượng vũ trang đã tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, đường mòn lối mở, ngăn chặn triệt để các hoạt động vượt nhập biên trái phép. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, trên tuyến biên giới, lực lượng vũ trang xã Vĩnh Tế đang thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa bảo vệ an ninh biên giới, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ tại các điểm chốt đã tổ chức tuyên truyền nhân dân có ruộng vườn trong khu vực giáp biên thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch cũng như siết chặt việc đi lại tại các đường mòn lối mở nhằm kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới cũng như đấu tranh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với việc tuần tra kiểm soát tại các đường mòn lối mở, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận, nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và nâng cao tinh thần cảnh giác khi phát hiện có người lạ hoặc ở vùng dịch trở về, thông báo ngay cho chính quyền địa phương. Không tự ý qua lại biên giới, không tham gia bao che tiếp tay cho xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác, khai báo cho chính quyền cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác. Bên cạnh còn phối hợp người dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các hành vi xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm. Bên cạnh đó, đến mới bật trong năm qua, mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã Vĩnh Tế luôn phát huy vai trò xung kích nòng cốt là một trong những lực lượng trọng yếu tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa phương. Lực lượng công an xã đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đầu phòng chống dịch, chủ động tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp góp phần kiềm chế sự lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, thành lập trung đội, tiểu đội truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm việc khai báo y tế, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cung cấp số điện thoại phòng chống dịch bệnh COVID-19 để người dân kịp thời thông báo những thông tin liên quan đến dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng để có biện pháp xử lý kịp thời. Qua đó, góp phần phòng chống dịch bệnh đạt kết quả tốt nhất và phòng chống tội phạm đảm bảo cuộc sống ổn định của nhân dân. Tích cực vận động nhân dân hưởng ứng tiêm vaccine với thông điệp vaccine tốt nhất là được tiêm sớm nhất, đồng thời tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, qua đó góp phần cùng với xã đẩy mạnh công tác phòng chống COVID-19, thực hiện hiệu quả kế hoạch phục hồi sản xuất, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian tới, đối với công tác phòng chống dịch COVID, an ninh trật tự còn có diễn biến phức tạp do cái chủng mới biến thể, nên đó phải tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh,
thứ hai là đảm bảo về an ninh trật tự trong thời gian tới, thì công an xã cần phải thực hiện một số công tác nhiệm vụ trọng tâm, như thí dụ vận động nhân dân trong công tác là phòng chống dịch, rồi đảm bảo an ninh trật tự cùng công an để thực hiện nhiệm vụ tốt vấn đề trong tuyến biên giới. Thứ hai là tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, thường trực đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, nhằm để hệ thống chính trị của xã cùng nhân dân để phòng chống tốt dịch bệnh và đảm bảo trong công tác an ninh trật tự. Thứ ba là phải tăng cường bao phủ cái vaccine, tiêm vaccine cho nhân dân ở trên địa bàn xã. Thứ tư là trong công tác phối hợp giữa đồn biên phòng Vĩnh Ngân, công an xã và xã đội tuần tra phòng chống các loại tội phạm. Lực lượng vũ trang xã Vĩnh Tế tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động bảo vệ biên giới, địa bàn, kịp thời phát hiện đấu tranh với mọi biểu hiện vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới. Vì mục tiêu nhiệm vụ chung là bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phòng chống các loại tội phạm, qua đó giúp nhân dân vùng biên giới yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.